Có mật không? Được một ít rồi mọi người ạ. Nhưng mà nát hết. Này lấy con. Mỗi tí thôi. Tụi đấy. Hơn 30 phút rồi mọi người ạ. Giờ các bác theo chân mình đi nhé. Đây mọi người ạ. Đây có tìm thấy một tổ được khá là lâu, 2-3 năm nay. Anh em mình đi bắt gặp ông bắt đầu quay lại mọi người. Anh em mình sẽ lấy xem tình hình nó có được không các bác nhé. Ghê cực điểm ai. Tổ này là tổ trước mình với thằng Hùng lấy được, quay lại cây liền sẹo như cú rồi. Tổ này ác lắm, tổ này phải được mười mấy phát cơ anh xem ạ. Cày đấy, tổ này không đùa đâu. Đâu phải lấy thôi. Tổ này lấy từ 4 năm trước. Giờ nó liền sẹo hết cây. Giờ mình zoom lại cho các bác xem nha. Nó khá là cao các bác. Ông ở đây. Đây đây. Này đây đây. Đó. Các bác thấy không ạ? Đông lắm. Tổ này mình hai chú cháu mình lấy được cách đây khoảng 4 năm rồi các bác. Giờ cây nó liền sẹo lại. Đi như cũ rồi. Phải bổ lại các bác ạ. Bắt đầu dựng cây lên. Buộc thang mọi người ạ. Anh Tiên Văn. Ủa tiêu phải là tiêu hả? Xiên ngang quá. Ô không không, nó vùng yến thiếu cá đâu hằng tán phàm lắm. Nhà mình cố gắng khuất phục. Chỗ này mong sao nó được nửa lít là được rồi. Không hết. Tôi hiểu mà nhìn lít còn đúng là tháo này. Đây gốc cây của nó mọi người này. Cây này cũng cây bồ kết rừng thôi mọi người ạ. Giống hết. Bên trong vào người được đấy. Mái cưa gọi là mái cưa được vấp thì chính mình biết. Cây này cây hỏng. Cây thại. Cây tiêu cối hai ra nữa anh. Giờ thì anh em mình dựng cây lên mọi người ạ. Ôi 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 hùng chi cái tay. Ô vào đâu mà nó là tụt nhá đó nè. Này nó có tiền thấy phốc á nè. Cứ nó thắt rồi mày. Thắt rồi. Cái này toàn nam phá khoảng. Tháo đã tắp đi. Nó phun hả? À lại em dùng chía pháo tôi em dùng pháo chía tinh. Mua tao tay. Sao vướng chía thì hào im mà. Một bụng cái đĩa ai mà nó phò mà. Nó mời mà đợi cho ả hố ấy. Mà đợi cho ả hố ấy. Tổ phóng tao mình lắm. Ê, ăn ai đi tổ phóng, tổ phóng. Ăn cùng. Giúp, chả giúp tiền hàng với nó đo nó đeo con trông vũ ở mình. Những cái đĩa này thì chắc chắn để này. Tôi dựng hộ anh em đã. Đang thắt lại cây. Vâng.
đi, đi theo cái thang cây này đi lên. Cái chản mãi. Cái chản lỗ. Năm hai chản lỗ này. Vinh rồi mày, cô Hiến. Cô nhắc tham khăn nè. Ủa mày ảnh dạm thảo? Mà tôi hồn nhắc mà ảnh dạm thảo. Đang sát lại nút cuối cùng mọi người ạ. Tổ ong đây. Gần lại lắm rồi. Ui, tài dùng thật. Ui, nhá lại cho 1 tiếng. Đủ 5 nút. Vừa phải chắc chắn thế mà. Khá là đục các bác ạ. Em lên trên này em zoom cho các bác xem cái khe vào của nó nhé. Đang buộc nút thắt mới mọi người ạ. Rồi buộc cái cây để dấm vào. Buộc tì vào cái này. Để có một cây tì vào đấy là dấm ok. Ôi nhát lỗ có sai tàng lào chuyện đó đâu. Thế nên phải chết chán đó. Bán tung quế ra mọi người ạ. Lúc đây phát này mới xin. Hố em mà mật độ đáng à. Chia độ. Tầm cửa đấy. À đúi. Hết mình nhòi số hồ ngay cậu. Một phương dịp thêm đi dịp thiết quá ha. Mình tổ dịp con cầm. Con cầm thì chắc. Nam giải đấy mọi người ạ. Hố phết lên một hồ. Để lấy được tổ này chắc em anh em mình phải mất một ngày mọi người ạ. Cảm ơn. Giết chăm giết tế ở đường gai số 700 vô xuất. Dày quá. Vì nhiều năm nó cách đây 3-4 năm rồi nó liền lại. Nó kéo lại sẹo. Cây này là cây bồ kết mọi người nhá. Cứng đét luôn. Ngọn của nó tít trên. Ôi trời. Ây da. Bán bó cả gì như pua luôn không. Chặt hình chữ gì không biết hả. Hình chữ C mở ngoặc. Cứng lắm mọi người ạ. Cây này nó cứng dai rất là đanh luôn, khó bập lắm. May là còn có cây buộc tì vào đấy chứ không là không có chỗ đứng nữa thì bất ổn đấy. Đang đi lấy cái dây về buộc lại. Cây này cao khoảng 8 đến 9 mét các bác ạ. Từ dưới gốc lên đến chỗ cỏ ông, chỗ đàn ông mật này ở này. Chỗ ông này khá là cao. Ông mật mà nó lại không ở hốc đá hay gì, nó ở trên cây cao mọi người ạ. Rất đầy luôn các bác. Ngày đang buộc này. Mông sọt ngày này nữa. Nãy thì hết xuống sống cùng khá hồ bìm cùng. Không có chỗ đứng. Vẫn là anh sẽ khỏe hơn. Bập cây như không cần mất sức luôn. Không cần dùng sức. Nhẹ nhàng các bác ạ. Tổ này mất khoảng 2 tiếng. May ra thì mới đến. Hơn thì bỏ lê. Sâu quá.
hiểu đấy. Anh sành dính trường rồi. Cố lên anh em. Hôm nay anh sành đang dính trường các bạn. Mình thì chắc cũng phải chuẩn xuống rồi các bạn ơi. Tổ này thay ca liên tục các bạn. Bập không được. Cây này nó hơi dài. Cứng rắn chắc quá. Có mỗi mình là không mất sức đi bập thôi. May mắn rồi. Đang bị nhoi rồi. Mình làm lý canh các bác. Mình không phải bập. Em vừa chéo à? Thay phiên nhau gần chục lần rồi các bạn. Vẫn chưa xong. Một tí thôi. Rời khoảng 4 phân, 5 phân rồi. Nhưng mà cây này chặt thì khỏi phải chê luôn. Anh Sành cũng chỉ được 100 phát rau là nghỉ. Ông lúc đầu thì hiền lắm các bác. Giờ thì ăn đòn mới phát này. Cho nên sẽ phải hiện hành. Bắt đầu rồi các bác ạ. Luồn tay được vào được. Cố gắng vậy thôi. Không mất huyện nguyên ngày rồi. Trời tối dần. Đấy thôi. Hết ngày hôm nay rồi. Thủ phan này là cho tay vào bắt thôi mọi người ạ. Hết ngày rồi. Tủ này hoàn thất. Cố lên. Cái thiếu là thì ta mẹ luôn cả. Đồm to đấy. Bắt đầu lấy. Ui, suýt đưa rời. Mình cũng đang trên cười các bạn. Cho nên hình ảnh hơi có rung lắc. Mọi người thông cảm nhé. Thì này khó thật. Ra xem là có mật không. Được một ít rồi mọi người ạ. Nhưng mà nát hết. Này lấy còn có đến số mật của nó đâu. Đấy, được tầng dưới thôi. Tầng dưới thôi, cái này. Sao phải ạ này. Thỏ tay ra xa một tí, khoảng 2 mét sang đây cho xin miếng. Đúng rồi, xin đến. Phần này bị dính vào phủy xoài ngay, chắc chắn. Nước thì túc xuống mà không à? Nước thì túc. Khoét thêm một tí đi. Con dao nhọn đấy. Khoét thêm một tí. Hai một tao ấy một. Đây, đổi người này. Cái đĩa tới một tốt nữa mà. Tắt chống rung cho mình. Rôm cho mọi người xem nha. Một tí thôi. Tụi đấy.
Mai ba chả mai được không mai? Mai. Mai ba. Kiểu tay. Cẩn thận. Bông dài này. Nó làm tập bào ha. Ồ. Như cái gì vậy? Sẽ bị kéo mà. Còn chưa. Ở phòng này ngoài hàng đấy. Nhộng nó còn nhiều mà. Chuồng ấy, cái chuồng đó. Mật độ của nó dày thế rồi. Mà ai tháo tôi chùm. Cái mày nào, cái mày nào. Không có cái lại. Khô. Bầu mật của nó khô rồi. Một người đi. Tổ này sao lại để thế nhỉ? Cho nó kia thì. Khô bốc. Chán thật. Ra đi em. Ép đi, ép cho nó dính một phát xem. Về còn mẹ đỡ phải ăn rồi béo được. Anh em mình đi xuống các bác nha. Hết ngày rồi. Xuống là anh em mình đi về thôi. Hàng kể đấy. Phun hả tao nó tò mò nữa. Nó ngon anh em pháo gió phun tan. Nó xuống rồi các bạn. Như nó mà hay hô hả? Nó hô hơn quy định. Hô hơn quy định. Bạn không ăn chúng. Anh có buộc đây. Đi lại dễ các bạn. Ôi trời. Ôi cứu cứu. Giặt hết. Ngày không được cái gì. Cứu. Chùn. Ôi. Cố hơn mà ọ, cố hơn lá là già rồi các bạn. Đây, đây hàng vít nhá. Chỗ này không tí mật nào luôn. Này, xưng hết chán rồi. Cẩn thận không, xuống dưới rồi mới cho mình một phát thì. Này, mời các bác nhá, em thử trước đây. Quá ngon. À dạ. Mời các bác nha. Này tìm nước mà đủ. Mời các em nha. Quá ngon. Công nhận. Tổ nào tổ nấy béo rồi. Mỗi tội là lấy hơi vất. Nuốt luôn cả tháp à? Chia nhau ăn hết xong về. Ngon. Hết tháng này nó đi rồi. Già lắm rồi. Cẩn thận. Anh được một phát và giác cũng ăn. Chỗ còn lại cho vào. Thôi video này cũng khá là dài rồi. Mình anh em mình hẹn ở đấy, gặp lại này. Mọi người ở những video dạ. Tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé.